Này em ơi. Rồi em ơi, quay đi. Bình. Dạ. Chuyển quay đi. Cho chạy máy quay đi. Ừ. Kiểm vải mới đấy, làm theo cái đấy thôi thì mình đỡ phải chỉnh sửa, đỡ phải làm lại. Báo luôn thằng Hải, chị báo luôn thằng Hải với Phượng làm luôn như thế luôn, không phải viết gì nữa mà mình cứ thế mình kiểu. Quân không kiểm tra khổ à? Hả? Quân không kiểm tra khổ à?